Hui. Wow, hấp dẫn chưa? Chỉnh hình đó coi. Cho nó gà thôi. Im rồi đó. Đây. Bóc khỏi. Cho hành ngồi đây nha mọi người. Wow. Còn tiêu mà tại vì mình có con nít ăn nha mọi người. Tiêu thì hồi nào ăn mình thả vô sau nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Wow. Wow, wow, wow. Con nào ăn mày? Quá. Chút sợi miếng ớt. Chấm vui ớt vô miếng ngon. Răng rất là. Này, rất là chấm. Mua ra. Rồi giờ quay hết phải không? Rắc lên, rắc lên nhiều, nhiều luôn. Nhiều muối, nhiều ớt vô ăn cho nó cay, cho nó đã, cho nó sức mồ hôi. Ừ. Đây, hình như hấp dẫn không mọi người? Từ từ, từ từ. Làm gì vậy anh Hoàng? Cậu cháo lên nấu cháo cho chợ ăn nè. Dính không? Cậu tự sáng giờ uống gì đó, gì ăn cũng được nè. Gây không dính rồi sao nào? Tôi cũng biết nữa. Em không có ý tưởng vậy không? Cái này tôi thèm cháo quá à. Thôi vậy giờ tôi không nấu cháo gà đi. Ừ, vậy hả? Thôi bây giờ vậy tôi đi mua gà, ông nhà ông bắt cháo lên đi nha. Được không? Tôi mua gà về. Ha. Vậy ông đi mua gà đi rồi. Bỏ cái câu đi, là câu hoài câu sáng giờ dính một chân. Vậy ông đi mua gà đi rồi tôi ở nhà tôi bắt cháo. Ủa, hai con gà xong rồi mọi người. Mặn sạch sẽ luôn. Nhờ chợ nó mặn luôn. Mất nói gì mình mặn đúng không? Ngồi đợi nó chút xíu à. Đi đâu mà lâu dữ vậy? Nhờ mấy ngoài chợ nó mặn hai con gà luôn nè. Trời cháo sôi chưa? Cháo sôi đã giờ quá trời. Wow. Tôi sợ khét trái rồi. Giỏi quá ta. Ngon nha, ngon nha. Ê cái gì trên bàn vậy? Chuẩn bị gia vị xong luôn rồi đó hả? Ừ. Hay ta, nhà chuẩn bị hay quá ta. Rồi đó, nhà tôi nấm gôm, nấm bọng rồi tôi bọng sẵn hết trơn. Wow, wow, wow. Ê, có nấm gôm này là ngon nha. Ồ, có cây đỏ nữa. Cây đỏ nữa. Wow, wow, wow. Ngon, 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 ngon. Bây giờ mình thả gà vô thôi nó quay. Rồi, giờ anh thả luôn đi nha. Wow, thấy không? Thấy đồ lựa gà chất lượng không? Có trứng luôn nha. Hai con. Nhắm hai con này, hai gia đình mình bốn người ăn hết không anh Út? Chắc nếu mà hổm gà không ăn hơi thèm thèm chắc hết à. Ừ, còn mấy đứa nhỏ nữa mà. Nữa hồi mình cho mấy đứa nhỏ. Vậy chiều nay mình cũng lai gai luôn ha. Ừ, chiều nay mình chích ít. Anh cho miếng muối vô anh. Cho miếng muối vô, cho miếng muối vô chứ. Wow, nhìn gà hấp dẫn quá mọi người ơi. Cho miếng muối vô. Cho miếng muối vô luộc cho nó thấm thấm vô gà cho mặn mặn cho ngon nha mọi người. Hồi mình nêm nếm cho vậy sao. Này mình chuẩn bị bắp chuối đang làm gỏi nha. Đây là bắp chuối. Đây là chuối cây. Đang đâm chém ớt thành thánh nè. 1001 cái ớt. Đâm rồi. À, đâm mấy chém ớt này biết mấy bà ăn nổi không nữa. Nhìn nè. 1001 cái ớt. Quá đã. Trời ơi nó thơm. Ba ông nói chắc mình ăn á. Ăn cho nó đã. Ớt mà nghe mùi luôn rồi đó. Ừ. Nhìn thấy thèm ha. Wow, ngon quá. Ê, sao có thằng Khải lên tới nữa kìa. Ê, mấy ông làm gì thơm cái mùi thơm tới nhà tôi vậy? Ê, cho mình gọi này đừng có la lớn. Cho gọi này. Wow. Nhớ cho tôi đăng ký xin cái đùi nha. Đó nha. Bây giờ hồi cho mấy bả người cái đùi thôi. Dạ. Mình làm clip mình cho mấy bả người cái đùi thôi. Còn nhiều á, tối nay anh em mình chích. Hui. Wow, hấp dẫn chưa?
chỉnh nè nó coi. Cho nó gà thôi. Im rồi đó. Đây. Bóc khỏi. Thấy sao? Bọt khói. Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Rồi, qua đây. Cho nó gom vô. Cho nó gom vô nấu cháo chín đi. Thôi từ giờ anh thử cháo vô nấu. Rồi rồi, có rồi, ngon rồi. Ngon chưa, ngon chưa? Ngon, ngon, ngon. Thử cái lại cái. Đây, hồi mình nấu mà hồi trước quốc bả ra bả chê là cừ thúi ruột nha. Đâu nhìn nhức nách vậy. Nhức nách chưa? Quá trời nhức nách luôn rồi. Có khán giả thôi mấy nha mọi người. Dạ. Cho Thành ngồi đây nha mọi người. Wow. Còn tiêu mà tại vì mình có nít ăn nha mọi người. Tiêu điện hồi nào ăn mình thả vô sau nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Vô vô sau nước cái. Nước mình con. Nó bắn thịt. Bây giờ mình tới mình trong gỏi luôn nha mọi người. Đây gỏi mình thấy mình sắc hấp dẫn không mọi người. Cái này nó giỡn thôi chứ mình giờ giờ sắc nha mọi người. Đây nước mắm mình tự làm nha. Nước mắm trong gỏi cho ít vào. Mình làm tất cả bằng tay nha mọi người. Tay để tôi gửi rồi nha. Còn miếng mỡ tỏi nữa chứ. Wow. Wow, wow, wow. Con nào ăn mày? Quá trời ngon rồi mọi người, giờ mình dễ gỏi là đây, chảy nước miếng tôi, tới tôi qua đây. Qua gà gỏi luôn. Cái mâm gì? Cái gì cái này ta gọi là gì ta? Cái gì ta? Bạc. Mâm to, gà siêu to khổng lồ. Gà thịt chắc thiệt mọi người. Bây giờ thôi bây giờ mình để nguyên cái đùi này, hồi mình thưởng cho bỏ ông bà cái đùi luôn nha Nút. Rồi rồi, để nha. Nguyên luôn đi. Wow, rồi, dạ. Ok. Đang sắp úp lợn gà nha mọi người. Cho nó đẹp nha, đang sắp nha. Cảnh. Hai gà mình quay vô video thấy nó nhỏ nha các bạn, như thực chất nó nặng cả hai con cả 6 kg luôn nha các bạn. Cái mầm rồi nè, mọi người thấy bự chưa? Tại mình quay vô thì dòm thế nhỏ vậy đó, chứ nhưng mà hai gà nó cao khoảng 6 kg lận. Hôm nay mình sẽ ăn cái mâm thịt gà nấu cháo siêu to khổng lồ. Mời cả nhà cùng ăn với bà em mình nha. Rồi ăn đi. Giờ cái làm tự nhiên quá. Rồi cụm của mày đâu? Đây có hai gà. Ê, kiếm đâu ra ba đùi trời. Hai gà tới 4 cái ăn chứ.
quá. Chút xíu miếng ớt. Chấm muối ớt vô mới ngon. Lan gấp rồi. Này, rất là chấm. Muối ớt. Bây giờ quay ớt phải không? Rắc lên, rắc lên nhiều nhiều luôn. Nhiều muối, nhiều ớt vô ăn cho nó cay, cho nó đã, cho nó sức mồ hôi. Đâu, quẹt muối ớt vô. Ừ. Đây, hình như hấp dẫn không mọi người. Từ từ, đừng đưa nhanh quá. Đừng đút ra nhanh quá. Trời quá sao nổi. Ăn trà giỏ mà. Bước lại. Ngon, 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 ngon ha chị. Nào mấy ông này nấu cho mình ăn ngon ha. Ừ. Ngon quá. Mà vừa cái da với sợ quá. Thôi thiệt. Gà mấy dầu. Gà dở mà không chịu lấy ra chén mắm chấm ăn kìa. Nào hôm nay nước uống nữa. Qua lấy nước hả? Ừ. Gà rất ngon, rất da nha các bạn. Ngon. Ai nấu mà ngon dữ vậy hả? Ngon quá, ngon quá. Sao bữa nay mấy anh nấu ngon nhớ bữa hổm nấu dở lắm mà. Ngon quá. Bữa hổm là chồng chị á, nấu lên bữa nay chồng chị có qua quen bữa hổm hai người nó ngon. Mình tại vì mình cay dở cho nên mình không có ăn chung với hai chị này được, mình sẽ ăn riêng nước mắm nha các bạn. Các bạn thông cảm. Nhưng mà vẫn ngon nha, ăn nước mắm vẫn ngon. Ngon, ăn sợ chín môi xoắn. Sợ nó trôn môi xoắn. Chị em ăn đôi đi, ai ăn nhanh hơn nè. Vô, cũng vô. Một, đây, tôi đâu đây, tôi làm một vụ cho nha. Vô, vô nè. Vô. Coi ai ăn nhanh nè. Wow. Cái bàn ăn mau quá ta. Ngon quá. Chứ không? Ngon quá trời ơi. Ngon quá. Ăn dữ vậy, ngon lắm hả? Ngon, tối. Ngon quá. Chấm bà Linh. Ngon quá à? Dạ. Muối hả? Ngon. Đi. Muối. Không. Sao quá à? Cháu ăn hết. Cháu. Cái gì? Cái này nóng rồi nha. Gỏi, gắp gỏi bỏ vô. Rồi, ăn thử gỏi cho mấy anh trộn đứa này thấy ngon không? Đây, sau khi mình thưởng thức đùi gà xong rồi bây giờ mình tới là ăn cháo nha các bạn. Con gỏi vô. Chuyện cháo đây. Bạn gỏi gắp vô. Bỏ miếng gạo vô. Nè, gạo này nha. Ăn gà này là chú gỏi nè. Ngon. Ăn em ăn gì em cũng phải ăn gạo nhiều à. Con gỏi cơm nay mấy ông này trộn coi sao. Em thử rồi. Rồi nó nóng hả? Không quá, không quá. Coi nhìn phỏng lưỡi nha. Không quá, không quá. Coi nhìn phỏng lưỡi. Ăn ngay em gồm nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Cái muối này đã quá trời. Ngon là phải ăn nhiều vô. Sao thấy cái này có cay gì đâu trời. Mà ăn quyển mới cay trời. Tại em ăn cay dở. Chị ăn cay với này chị hết cái cay là gì hay sao rồi. Nãy chấm được miếng gì hết chấm luôn. Uống miếng nữa đi. Ăn phải có uống. Rồi vô. 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 Uống nước dừa. Uống nước dừa. Bên dừa bên trời lên ba. Rồi cái nhà uống nước dừa. Mày lên ba. Chị ăn cay thì chị thấy không có cay gì chứ. Ăn giết bị chai lưỡi rồi. Thì ăn con chớp luôn. Chớp lại nghe, chú một cục ớt vô. Chớp đi nha. Cái này không quay. Môi nè. Hello. Môi gì á. Trà đá gì vậy mẹ. Hai ba nha. Trà đá gì vậy. Để cho quay tự nhiên đi mình. Thấy cái miếng đó. Miếng thịt nó ngon. Hai bà này ăn dữ ta. Nhưng tôi còn có đồ nguyên nè nha. Nhà cái lần của tôi nha. Đó. Đó. Ăn cay dở chấm ít rồi tôi chấm nhiều nha. Chấm nước mắm nè. Nó cay quá à. Chấm nước mắm nè. Chấm nước mắm cũng ngon chứ bộ. Vâng.
quá. Quá. Ăn già dài có cái quạt anh bạn mình giống chỗ khác à có thèm nhiều người rồi. Có thấy nó ngại ngại con thấy thèm lắm rồi đó cháu ngon quá như cháu nữa nhanh chị rồi cháu ngon mà mấy giờ ăn thử không rồi mấy nào mấy ngày nay chị ăn chị ăn miếng bệnh gì ăn cơm gì đâu vô đi bỏ ăn mấy ngày bữa nào mà nó ăn cháu luôn quá dốt quay cái mâm lại nha ngon mấy hả chị ngon quá bởi vì ba chị em mình có ba chị em mà ăn hết con gà 6 kg rồi không hai con rồi không ghê chưa hai con 6 kg hai con 6 kg ghê chưa các bạn ghê ghê ăn no quá bây giờ mình nực quá à các bạn ơi cởi áo khác ra mới được ăn áo khác gì lấy cởi áo giờ là lấy cái con tiếp hôm nay nè trời mưa đó các bạn bây giờ mình ăn cháo gà là đúng luôn rồi đó trời mưa lông găm ăn cháo gà là ấm lòng luôn lên hết chưa mẹ lắm luôn rồi bây giờ bây giờ chị nha ba chị em mình á còn có bao nhiêu đây à thôi bây giờ ăn hết luôn nha thử hết luôn trời không chị nói hết rồi đó thử hết rồi đó mà bữa nay ăn cho mấy ông vui lòng ăn cho mấy ông vui lòng mà dặn cái cánh đi đâu không nấu hổng nấu dở bữa nào ông cố gắng nấu ngon cho mình định mình ăn đi bà gì bà lấy ăn đi hết luôn cố gắng ăn đi được nhiêu thì hay nhiêu cố gắng nha bên này cố gắng cho ăn nè đứng ra hả vậy nè thôi mình ăn cái cánh này nữa rồi ăn hết nổi rồi đó chừa lại cho tôi ba ổng đi cho mấy ổng đi ổng giới thiệu nhưng mà điều phải nói phải rồi bấm đi cái mối đường của mình lên gian nãy giờ ăn mà không có bỏ tiêu lên nữa quên nữa em ăn ớt không được nhưng mà ăn tiêu được ăn ít thôi nha mời chị no rồi đó nha no dữ lắm rồi đó Quyền no chưa? Rồi. Mà chị cũng no chị ăn hết nổi rồi. Thôi mấy này chừa lại cho mấy ổng đi. Này em chừa lại mấy cho mấy ổng tối mấy ổng gặm. Đại gà với nhau. Còn thương không à? Trời. Chào cả nhà. Rồi chào cả nhà. Hẹn gặp lại. No rồi đó nghe các bạn. Chào các bạn nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh nha. Mời chị no rồi đó nha. No dữ lắm rồi đó. Quyền no chưa? Rồi. Mà chị cũng no chị ăn hết nổi rồi. Thôi mấy này chừa lại cho mấy ổng đi. Này em chừa lại mấy cho mấy ổng tối mấy ổng gặm. Đại gà với nhau còn thương không à trời chào cả nhà rồi chào cả nhà hẹn gặp lại rồi đó nghe các bạn chào các bạn mọi người nhớ đăng ký kênh nha.